còn gì nữa. Thầy nè, nó chạy chơi, nó chạy vô mi đâu kìa, mi kêu quay phim ăn gì à. Nhi không nói chuyện là cậu cậu không cho đi chơi luôn á. Tớ mặc quần áo gì không? Quay đây đây, quay mặt đây đây. Ê, mày mặc xe máy vậy? Mi. Thôi bà đừng có gửi quần áo về bên bển, người ta không có mặc đâu. Dạ, dạ. Alo. Sao vậy? Bỏ rồi, khà năm nay là làm đại phú rồi, tỷ phú rồi. Vậy qua. Cấp lại. Ai biết? Mi đây nè, bả nhớ con dâu quá. Trời gà gà gì bả giúp ngồi nha. Hai mi đi, nhớ con dâu. Em được tư tưởng em đi có mét. Trời ơi, ai mà vâng chị hai ơi. Nhưng mà bỏ chợ, nếu mà chưa làm đi bỏ chợ. Lỡ chợ bỏ. Ở đây mặn đậu đi chơi chứ. Làm bỏ chợ ra rồi vâng dạo. Đi bỏ đâu? Phải đường mà theo mà đi bộ. Để tôi quay phim giữa cái Mỹ Đen nào tôi kêu về cuối vậy. Ở bên này đi đi xe hơi rồi ăn mặc đẹp đẽ gì qua bển làm gì? Trời ơi, cái lòng mình làm cái gì? Vậy hả? Gửi tiền gì cho ông bệnh mua bia nhậu được phải không? Thôi cho anh cái vợ khác luôn. Nè, hello. Hello. Sao kỳ vậy? Theo mà đường đi bộ thì năm tới em cũng dám đi lắm mà. Đi thử là ai quen không? Hello. Đây là ông bà nói chị là ai? Hello. Gì? Chị ạ. Vậy đó hả? Bây giờ muốn mượn trăm phải không? Ừ, muốn mượn trăm thì tôi cho trăm. Giỡn hoài, tao bị bỉ mày đừng có lo. Không cao, tao phải xài với xài tiền bá thì giờ bá trả lại chứ. Ừ, đây.